Cảm ơn chị nhiều. Anh giờ anh đem về đâu vậy anh? Anh mới mua cây đàn này, giờ anh đem về An Giang. Ở cái này bên em có miễn phí vận chuyển mà, anh đem về chi cho cực. Giờ anh đi về người không đi, rồi cái đàn để tụi em chuyển cho. Ủa, có vụ đó nữa hả? Vậy anh về nha, tụi em lo cây đàn cho anh về đi nhậu. Các bạn thấy đó, Minh Phụng Music luôn hỗ trợ khách hàng rất là tận tâm. Từ các khâu tư vấn, đóng gói đến chính sách miễn phí vận chuyển. Vì vậy, các khách hàng ở xa hãy cứ yên tâm tin tưởng giao đơn hàng của bạn cho Minh Phụng Music. Và bây giờ, hãy cùng mình điểm qua các bước đóng gói hàng cho những đơn hàng ở xa. Ngoài buổi bàn giao, kết men K360 đến với An Giang nha. Đầu tiên, tụi mình sẽ quấn một lớp bong bóng để chống sốc. Tức là dán đều để đảm bảo các góc đều được bảo vệ. Quá đã luôn anh em ơi. Kế tiếp, mình sẽ cố định các phụ kiện đi kèm được khách hàng mua thêm. Một lớp bảo vệ nữa cho các phụ kiện nha anh em. Xong rồi, đi thôi. Ổn rồi đó. Thêm một lớp này nữa nè. Vậy hả? Cái này mình biết là có lỗi với mẹ thiên nhiên, nhưng mà không được có lỗi với khách hàng. Và cuối cùng là bước kiểm tra để đảm bảo các phụ kiện đã đầy đủ hay chưa. Đối với Cutman K360 thì chính sách dành cho anh em sẽ là bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 cho 1 7 ngày, giao hàng miễn phí toàn quốc. Vậy là các bước đóng gói đã hoàn tất, tụi mình sẽ đem hàng ra việc theo bàn giao đến khách hàng. Cảm ơn bạn đã chọn nhạc cụ tại Minh Phụng Music. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video và nhanh tay truy cập fanpage, website của nhạc cụ Minh Phụng để đón chờ những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các quà tặng đặc biệt nhé. Rồi, giao xong hàng rồi anh em ơi, lên đường về thôi.